của xe đâu, xe hơi đâu. Đi xe. Về rồi. Cái cây á. Đi 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 từ từ đi. Đây đây. Đi đường nào trước thì đường này nè, đi đi, đi cho bố ăn đi một tí thôi nó mỏi mệt rồi. Sao không để nó dìu anh đi, anh dịnh cho thôi, xuống chỗ ngồi đi thôi. Anh mệt quá. Cắm cô bảy một cây nha. Thì đó thì như vậy thôi. Thật đúng là cũng có duyên. Hôm nay tôi đến viếng mộ phần của Kiều My. Tôi chung là trong cả gia đình, nhà phụ, nhạc mẫu, tất cả em của tôi và những người tôi biết. Mà hôm nay lại không ngờ đứng trước ngôi mộ của anh. Tôi chân thành mong anh đón nhận ở tôi lời tâm thành khấn nguyện, một chút dông lên nên sớm siêu thoát về nơi cực lạc bên mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát. Thành kính tạ ơn anh
Ông anh hộ độ cho tất cả vong linh gia đình anh và tất cả vong linh những người không có ở trần gian này sống được bình an. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Có từ ngọn giúp nhanh. Cái bên này nè mà bà đi thằng ra bà mình chỉ bà cũng tiêu không dẫn mình đi giết cho thì thôi người ta không dẫn thì thôi mà thì có con dãy này thôi hả bên kia sao này nhiều dãy lắm cái này là đường cái xít vậy mình giờ em biết chỗ chưa em? Biết rồi. Em buông ra. Buông. Buông em buông em. Chạy ra mà một người tên Tấn Anh ấy đi thẳng vô cái đường đi dễ được. Đi lên 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 chứ. Đó nào làm đấy. Đi 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 lên chứ gần một một người. Đi đường kia đi đường kia đi gần. Đi đường kia cho gần. Đây 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 đi đường lấy đâu lộng á. Đấy, chạy đi cái nhắm đi. Đi đường này. Xuống em. Không còn đi được nữa phải không? Rồi. Đã đến biết là anh xuống rồi. Đấy. Qua để em. Ok. Dạ không sao hết. Vô cũng được nữa mà. Trời ơi, cô bác ở đây năm dài. Mình đến một giây lát rồi mình về. Ồ vậy đó. Xong thôi nào giờ về đây. Mê đi hả? Mê. Mê. Trời ơi. Ai có thể ngờ được. Tâm thoát. Tâm thoát đã trên 80 năm rồi. Ôi mộ. Nhìn lại di ảnh em. Trong tâm mộ kia. Hồn em linh thiêng. Chân giam giúp cho các con. Nhưng gửi sự khiến nó. Gặp được điều lành. Cầu cho cả gia đình. Bích Hạnh, Bích Liên, tất cả các em. Trong gia đình mình và làng xóm của mình ở Lê Lai. Được mọi sự bình an như thế nào. Còn anh thì giờ đây cũng là đoạn cuối của tình đời rồi. Anh cũng vẫn biết ngày nào anh sẽ trở về như hư vô cát bụi. Anh không hề thương tiếc, không hề núm núi, không hề mong sao được gì nữa cả. Anh chỉ mong được về bên Tây Phương Tam Thanh, về bên mẹ Quán Thế Âm, bên Đức A Di Đà, Đức Đại Thế Chí, với ngài hộ độ anh, hộ độ cho cô Quyền Thất Tổ, ba bên bốn bề trong gia đình chúng ta, hộ độ khắp tất cả các kim nhân sinh trên khắp cõi ta bà.
hãy mau mau tỉnh cơn mê, tầm đường giác trở về lộ thiên, là nơi ánh sáng diệu quyền mà trời Phật và các thánh, các đức giáo chủ, các đức Bồ Tát hằng mong mong đợi đợi những đứa con quan dại mau lạc bước trở về đây. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà. Một lần nữa tôi cũng xin cầu nguyện cho tất cả trong linh chư liệt vị ở trong toàn nghĩa địa này, chứ không riêng gì một mảnh nhỏ ở đây, vì các vị cũng là những người nghệ sĩ, những người thân thích yêu thương chúng tôi, những gì đã từng nuôi dưỡng chúng tôi. Chúng tôi đang nguyện rằng dù còn một hơi thở cuối cùng cũng vẫn nguyện rằng tạ ơn chư liệt vị đã dưỡng nuôi anh em nghệ nhân chúng tôi đến ngày nay. Xin cầu chúc cho tất cả, cho hết tất cả đều đang mọi sự an lành như dần mây xanh trên tận trời cao, không bao giờ lay chuyển. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thật là cảm ơn các em. Em tên gì? Em tên Văn, Đặng Ngọc Văn. Nghệ sĩ tên gì? Cũng Đặng Ngọc Văn, cũng ca trường phái của chú. Không sao hết, dù cho em ca giống ai thì vẫn là trong lò, trong dòm trời nghệ thuật giọng cổ cải lương cổ truyền của Việt Nam ta. Đâu có ai dám ca sai nhịp. Câu số 1 dám ra dấu huyền không? Câu số 2 dám ra dấu hỏi không? Vậy đủ rồi. Đó là căn bản để cho thấy rằng anh em chúng ta là một gốc, phải tôn kính sự dạy dỗ nghiêm đó để giữ gìn viền mối mãi mãi lưu truyền em nhé. Chúc các em thành công và nhờ các em chuyển lời gia đình Minh Cảnh chúng tôi, tất cả gia đình Minh Cảnh, tất cả những người trong gia đình Minh Cảnh ba bên bốn bề của chúng tôi, tức là nội ngoại hội tài đấy không? Và cầu chúc tất cả bà con đều như vậy. Không biết không? Nãy kỹ rồi đó con. Lập. Con dẫn thẳng qua. Dạ. Thôi từ từ đi. Tại cái đường này hẹp. Thôi đi thẳng luôn nha con. Dạ. Đi xíu bước qua đó rồi. Con lập ra rồi. Lập lại trước. Phải đứng ngay chụp con đi. Mà mưa gì đó, mưa rất cay gì đó, không chưa vậy? Tưởng đâu giờ còn đi mưa nữa chắc đó, chết. Dạ, báo với chú là xong. Hay hát đám cưới trên đường quê, vẽ mã đầu mùa, quán nửa khuya tình nước đồ con làm hết. Phải mấy không? Ai nói mấy cái bài đó không? Soạn giả viết cũng tình tứ lắm, hay lắm. Ở đường đó sao đi lập? Nghệ sĩ bên ngoài mua lòng mến mộ trong nghề nghiệp cùng anh đến đây để anh được thăm em và để đốt em một cây hương, nguyện cầu cho em trai của anh sớm siêu thoát, sớm siêu thoát gì bên mẹ quan với em nghe em nha. Anh thương lắm, thương mấy anh lắm, không biết làm sao, tại vì số phận vắng giỏi về đành việc ngoài ý muốn thôi. Nhưng rồi sao khi mà ta đã biết rồi, người ta biết biết sám hối ăn năn, biết cầu đầu hướng thiện, thì trời Phật sẽ thương, trời Phật sẽ giang tay giúp đỡ,
mọi sự đều tốt lành nhé. Em nha, Minh Long. Em nghe đây. Nhà có anh đưa cắm là cho Minh Long nè. Đưa đây, đưa anh cầm cho anh. Minh Long ơi, đây cây nhang này nguyện cầu cho em nha. Nè, Tiên ơi. Tiên cắm giùm vô nè. Em cắm cho chú Long nó. Khấn đi. Khấn gì khấn điên ha, khấn. Khấn điên luôn bụng tôi, cần nói nhiều. Đây, Minh Phụng. Thank you.